Hướng dẫn đăng ký và sử dụng ứng dụng Viettel Home. Mục lục: mô tải ứng dụng Viettel Home và đăng ký tài khoản. 2. Thêm thiết bị. 3. Thêm thiết bị ra tab yêu thích. 4. Quản lý nhà. 5. Thiết lập ngữ cảnh. 1. Tải ứng dụng Viettel Home và đăng ký tài khoản. Tải ứng dụng. Cách 1. Quét mã QR sau. Cách 2. Mở ứng dụng App Store với điện thoại iOS hoặc CH Play với điện thoại Android. Gõ từ khóa Viettel Home vào mục tìm kiếm, bấm chọn tải về. Đăng ký tài khoản. Từ màn đăng nhập, bấm vào đăng ký ngay để thực hiện đăng ký tài khoản người dùng. Điền thông tin tên tài khoản, số điện thoại, sau đó chọn đồng ý điều khoản, chọn tiếp, chuyển đến giao diện nhập mã OTP. Mã OTP sẽ được gửi qua SMS đến điện thoại. Tiến hành nhập mã OTP. Lưu ý, sau 2 phút, người dùng không thực hiện nhập mã OTP hoặc không nhận được mã, thì thực hiện click vào nút gửi lại mã OTP để hệ thống gửi lại mã OTP về số điện thoại của người dùng. Bấm xác nhận để hoàn tất đăng ký. 2. Thêm thiết bị. Có 2 nhóm thiết bị trong hệ thống Smart Home. Nhóm 1. Thiết bị sử dụng kết nối Wi-Fi, có thể kết nối trực tiếp với điện thoại thông qua Wi-Fi. Nhóm 2. Thiết bị sử dụng phương thức kết nối BLE Zigbee, kết nối với điện thoại cần phải thông qua bộ điều khiển trung tâm Gateway. Các thiết bị kết nối Wi-Fi: đèn LED bulb đổi màu, bộ điều khiển hồng ngoại, ổ cắm thông minh, bộ điều khiển trung tâm Gateway. Các thiết bị kết nối BLE Zigbee: cảm biến cửa, cảm biến chuyển động, công tắc cảm ứng 1, 2, 3, 4 nút, đèn âm trần đổi màu, đèn âm đổi màu xoay góc, công tắc cửa cuốn, thiết bị động cơ rèm, khóa thông minh. 2.1. Thêm thiết bị kết nối Wi-Fi. Để thêm thiết bị kết nối Wi-Fi, người dùng làm theo hướng dẫn sau. Ví dụ, thêm thiết bị Gateway. Bước 1. Ở tab thiết bị click vào icon cộng. Chọn mục bộ điều khiển thông minh. Chọn bộ điều khiển trung tâm Viettel. Bước 2. Thiết bị chưa được reset. Cần thực hiện reset bằng cách giữ nút reset của thiết bị trong vòng 5 giây, đảm bảo đèn xanh dương nhấp nháy nhanh liên tục. Bước 3. Click nút tiếp trên màn hình hướng dẫn thêm nhanh. Hiển thị màn hình kết nối Wi-Fi, nhập thông tin Wi-Fi, chọn tích vào ô ghi nhớ mật khẩu để ứng dụng ghi nhớ mật khẩu của Wi-Fi đã chọn, có thể sử dụng cho lần sau mà không cần nhập password. Bước 4. Click nút tiếp trên màn hình kết nối Wi-Fi. Hiển thị màn hình để chọn thêm nhanh hoặc thêm chậm, chọn nháy nhanh, tiến hành thêm thiết bị. Bước 5. Sau khi tìm kiếm được thiết bị thì hiển thị màn hình nhập thông tin thiết bị, nhập tên thiết bị và chọn phòng. Click nút xong để hoàn tất việc thêm nhanh. 2.2. Thêm thiết bị kết nối BLE Zigbee. Để thêm thiết bị BLE Zigbee cần phải thêm thiết bị Gateway trước. Các bước thêm Gateway được hướng dẫn ở phần trước. Bước 1. Ở tab thiết bị, click vào icon cộng, chọn thiết bị muốn thêm vào Gateway. Vào màn hình chọn Gateway quản lý, chọn Gateway muốn thêm thiết bị. Bước 2. Trước khi kết nối, cần phải thực hiện các thao tác khởi động lại thiết bị. Người dùng thực hiện các thao tác trên thiết bị như màn hình hướng dẫn. Cho đến khi thiết bị đã vào trạng thái reset, chọn tiếp, hiển thị màn hình kết nối. Bước 3. Chờ kết nối. Bước 4. Kết nối thành công, click nút tiếp. Bước 5. Click nút hoàn thành để hoàn tất việc thêm thiết bị phụ. 3. Thêm thiết bị ra tab yêu thích. Tại màn yêu thích, nhấn thêm thẻ. Chọn các thiết bị muốn thêm vào màn yêu thích, nhấn icon lưu để hoàn tất thêm thẻ. Khi đã thêm thẻ, muốn xóa, thêm, sắp xếp thẻ, chọn vào hình bút chì để thực hiện. 4. Quản lý nhà, thêm nhà. Bước 1. Tại giao diện trang chủ, chọn tên nhà ở góc trên cùng bên trái, quản lý nhà. Bước 2. Chọn thêm nhà, chuyển đến màn thêm nhà, điền thông tin vào các trường tên nhà và vị trí, chọn lưu, sửa nhà. Bước 1. Vào giao diện quản lý nhà. Bước 2. Trong giao diện quản lý nhà, chọn nhà muốn sửa đổi. Tại đây bạn có thể chọn đổi tên nhà, quản lý phòng, quản lý thiết bị, chia sẻ nhà. 5. Thiết lập ngữ cảnh. Ngữ cảnh xây dựng các kịch bản tự động hóa các thiết bị dựa trên điều kiện môi trường, hành động của người dùng hoặc các sự kiện cụ thể. Ví dụ như, về nhà, đèn và quạt tự động bật, rèm tự động mở. Có 2 loại ngữ cảnh, chạm để thực hiện và ngữ cảnh tự động. Ngữ cảnh chạm để thực hiện, chỉ cần một nút chạm,
các hành động mong muốn sẽ được kích hoạt. Ví dụ, chạm để bật đèn. Để thiết lập ngữ cảnh, người dùng làm theo các thao tác sau. Bước 1. Click vào tab ngữ cảnh. Hiển thị màn hình thêm ngữ cảnh, thêm ngữ cảnh. Bước 2. Tiến hành thêm ngữ cảnh. Đặt tên cho ngữ cảnh. Ví dụ, bật đèn phòng khách. Nếu ngữ cảnh tự động, chọn chạm để thực hiện, thì ngữ cảnh mong muốn. Ví dụ, vận hành thiết bị. Đèn đao Leica T20, giả sử phòng khách lắp đèn này, bật, lưu. Có thể thiết lập thời gian nếu cần. Thực hiện ngữ cảnh. Ra màn hình ngữ cảnh, xuất hiện ngữ cảnh vừa tạo. Ví dụ, để bật đèn, ấn vào bật đèn phòng khách. Hiện màn hình báo hiện thực hiện thành công, đèn phòng khách sáng. Ngữ cảnh tự động. Ngữ cảnh này sẽ xảy ra tự động khi điều kiện nếu xảy ra. Ví dụ, nếu mở cửa thì bật đèn phòng bếp. Các bước thực hiện tạo ngữ cảnh tự động. Bước 1. Click vào tab ngữ cảnh, hiển thị màn hình thêm ngữ cảnh, thêm ngữ cảnh. Bước 2. Tiến hành thêm ngữ cảnh. Đặt tên cho ngữ cảnh. Ví dụ, mở cửa bật đèn. Nếu ngữ cảnh tự động. Ví dụ, trạng thái thiết bị thay đổi. Cảm biến cửa BLE. Mở. Lưu. Thì ngữ cảnh mong muốn. Ví dụ, vận hành thiết bị. Đèn đao Leica T20. Giả sử phòng bếp lắp đèn này, bật, lưu. Có thể thiết lập thời gian nếu cần. Thực hiện ngữ cảnh. Ra màn hình ngữ cảnh, xuất hiện ngữ cảnh vừa tạo. Ngữ cảnh sẽ tự thực hiện như cài đặt. Để tắt, bật ngữ cảnh tự động, ấn nút tại giao diện ngữ cảnh tự động.